Đấy, vâng, Imosai xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé. Hôm nọ là Imosai em tỉa lá xuống, thì hôm nay là bắt đầu nó mới lên mầm, lên đầu mầm bắt đầu mới lọc răm này các bạn nhé. Đấy. Đấy. Bây giờ bắt đầu mới bấm răm này, phê quá. Đấy, em sẽ quay từ trên xuống các bác ngắm nhé. Đấy. Quay từ trên xuống nhìn nó mới rõ này. Một cái tác phẩm một thì rất là tuyệt vời. Cái này thì Imosai làm bông răm kỹ như răm xanh, răm si nhé. Vì trước Imosai vừa rồi gặp một cái ông chú nghệ nhân làm bông răm ổi, làm giống như răm xanh, răm si, nhìn phê lắm các bạn. Đấy. Đây các bạn nhé, mỗi cái mình cũng chỉ giật lấy 1-2 khớp thôi. Bộ răm răm ổi các bạn nhé, chia sẻ với các bác. Nói chung làm bộ răm này nhanh thì cũng phải 2 năm, mình làm hơn 1 năm rồi các bạn nhé. Làm bộ răm ổi này lâu răm xanh răm si thì cũng phải đôi năm các bạn nhé. Đấy. Bộ răm này là Imosai làm hơn 1 năm rồi, 1 năm rồi. Đấy, nó mới được như này. Một đôi lượt giật nữa thì cây nó sẽ khác các bạn nhé. Đấy. Nói chung cái gì cũng vậy thôi, như bonsai Lĩnh Nam Trung Quốc cũng vậy, như cây này cũng vậy, Imosai làm theo cái lối Lĩnh Nam. Những cái đường nét tự nhiên của cây thì để nguyên. Đấy, sau đó là mình làm bông răm thật đẹp để cho bông tàn một cách tự nhiên nhất các bạn nhé. Đây, sau một ký đá thì tuyệt vời. Đây, quay đây tưởng nó bé, đây cái phần thân dẹt các bạn nhé. Phần thân mà quay như thế thì các bác nhìn rõ phần thân được. Đấy, em sai sẽ quay từ dưới lên các bạn. Đấy. Từ dưới lên thì các bác nhìn mới rõ được bông răm. Chủ yếu này là ổi này là chơi bông răm thôi, chơi bông răm chơi cây chơi thế thôi các bạn nhé. Thực ra là để mà làm này phải kiên trì các bạn nhé. Đây là bốn mặt. Cái này đang đặt cái chỗ khuất nhé, cái chỗ đặt ra cái chỗ mà nó thoáng thì có thể đi bốn xung quanh nó dễ đi hơn. Đấy. Chia sẻ một chút các bác vậy thôi. Đấy. Mỗi lần sụt tỉa xuống nó rất cảm xúc. Đây đang vướng một cái sụt cuscusi. Phê quá. Cảm ơn các bác đã theo dõi Imosai chia sẻ nhé.